Vì sao bạn nên săn học bổng khi đi du học Canada? Một điều không thể phủ nhận đó là khi các bạn có học bổng sẽ giúp các bạn tiết kiệm một phần chi phí rất lớn trong quá trình du học của mình. Trong quá trình học tập, nếu các bạn duy trì cái thành tích học tập tốt, thì học bổng sẽ kéo dài trong suốt quá trình học của mình tại Canada. Ở ngoài học bổng của trường thì các bạn còn có học bổng của khoa. Một số các chương trình học bổng thì sẽ được cộng dồn giúp các bạn nâng cái giá trị học bổng lên khá cao. Khi xin visa du học Canada thì học sinh cần phải viết study plan, thư giải trình học tập, nhằm thuyết phục lãnh sự về vấn đề đi du học nghiêm túc của bản thân tại Canada. Những yếu tố mà học sinh nên đề cập trong một study plan bao gồm là giới thiệu về bản thân, kế hoạch học tập tại Canada, kế hoạch sau khi quay trở về Việt Nam, vân vân. Việc có được học bổng sẽ giúp cho học sinh chứng minh được năng lực của bản thân, tiết kiệm được chi phí sinh hoạt cũng như là chứng minh được với lãnh sự là mình đi học tập nghiêm túc. Đồng thời đây cũng là một điểm cộng rất là lớn để cho lãnh sự cân nhắc để cấp visa cho các bạn. Canada là một quốc gia có nhiều chương trình học bổng đa dạng dành cho các bạn học sinh sinh viên quốc tế, từ chương trình trung học, cao đẳng, đại học đến các khối học tiếng Anh. Tùy vào mỗi chương trình mà điều kiện nộp sẽ khác nhau, phụ thuộc vào điểm trung bình học tập, các chứng chỉ quốc tế như IELTS, GMAT, GE, các chứng chỉ hoạt động ngoại khóa, tình nguyện hoặc kinh nghiệm làm việc đối với các bạn du học bậc thạc sĩ. Cùng New World Education săn học bổng du học Canada hiệu quả trong năm 2024. Kinh nghiệm nhiều năm săn học bổng du học Canada. Kho học bổng dồi dào với giá trị cao từ các trường trung học, cao đẳng, đại học. Thường xuyên cập nhật thông tin về các suất học bổng mới nhất. Với mẫu hồ sơ, New World sẽ hỗ trợ bạn đánh giá tổng quan năng lực học tập, tìm kiếm ngành học, trường học theo mong muốn, tìm kiếm các suất học bổng phù hợp, dịch vụ hỗ trợ toàn diện chào đón năm học mới, đăng ký thi IELTS, luyện tiếng Anh cùng giáo viên Philippines, mua vé máy bay, tìm nhà ở. Liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-6577 hoặc trang web học bổng canada.newedu.vn để tìm kiếm các suất học bổng phù hợp ngay hôm nay.